Thái bà con. Nghe nó Thái là bà con tưởng tượng đến Thái Lan rồi đúng không? Đúng không? Nhưng mà đúng đó bà con à. Mây Thái là quả thái của Thái Lan. À, trái mây Thái Lan. Mà còn nó có nữa, tên nữa là mây gai. Mây gai là cũng mây Thái nha bà con. À, nó cũng của Thái Lan, nguồn gốc nó là Thái Lan. Đó, mà nó rất có lợi. Nhưng mà bù lại số người sau này không ăn được mây Thái là đó là người đau dạ dày, bao bầu, người bị tá tràng, người bị thương hàn là không được ăn mây Thái hay là mây gai là không được ăn. Đó là những người có bệnh đau dạ dày, những người bụng to to, con cháu mang ba lô trước á, bụng to to là bà bầu, tá tràng, thương hàn cái mà thương hàn, dạ dày, bà bầu, tá tràng, thương hàn là không ăn được quả mây Thái. Mặc dù ta biết mây Thái nó rất có lợi, nó tốt, vì nó tốt còn hơn như thuốc nho mắt nữa, bằng thuốc nho mắt nữa. Từ ém nước, từ quả mây Thái, cà rốt, đó, như vậy thì nó rất là tốt nghe bà con. Đó, nó tốt cho nó chống tiêu chảy nè, khó tiêu nè, dạ dày nè, ngăn ngừa được táo bón nè, cải thiện cho sức khỏe tim mạch, kiểm soát đường trong máu, nó làm cho tăng cường trí nhớ. Wow! Da của mây Thái thì nhà ta nấu nước pha thành trà để uống, để nó tạo ra những cái tế bào tuyến tụy, kiểm soát được bệnh tiểu đường, ổn định mức đường huyết, tăng cường sức khỏe cho người bệnh trĩ, giảm cân. Hạt luộc ăn cũng rất tốt, hạt luộc ăn như hạt mít này bà con ha. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp, nào nào. Xin chào, ăn mây Thái mạnh khỏe bà con ơi. Woo!